học theo Ba Dũng, Võ Thưởng bị Tô Đại phục kích. Ông Nguyễn Tấn Dũng là quan chức cấp cao đầu tiên cho con cái đi các nước tư bản du học. Trước ông Dũng, con cái của quan chức cũng được cử đi du học, nhưng học ở các nước Đông Âu, Liên Xô và Trung Quốc. Khi ông Nguyễn Tấn Dũng làm phó thủ tướng, Việt Nam đã mở cửa, các nước tư bản đã đầu tư vào Việt Nam. Dù vậy, việc đưa con cái đi du học ở Mỹ và các nước phương Tây vẫn là vấn đề nhạy cảm. Bởi vẫn còn đó những bô lão bảo thủ như Đỗ Mười, Lê Đức Anh. Nhờ tham nhũng, quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam có rất nhiều tiền. Họ dư khả năng tài chính để đưa con đi du học Âu Mỹ, nhưng ngại cái dọ của các bô lão. Ông Nguyễn Dũng đã khai mở bằng cách đưa Nguyễn Thành Nghị đi du học tại Mỹ, sau đó cho Nguyễn Thành Phượng du học Thụy Sĩ và cuối cùng là Nguyễn Minh Chiết sang Anh du học. Sau khi về nước, Nguyễn Thành Nghị và Nguyễn Minh Chiết được bố trí vào các vị trí trong chính quyền. Thời làm Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng được cho rằng đã cho xây nhà thờ Tổ rất lớn. Sau ông Dũng, các quan chức khác cũng noi theo, bởi Nguyễn Tấn Dũng làm được mà không bị kỷ luật thì họ cũng vậy. Cho nên, ngày càng có nhiều quan chức cho con đi du học tại châu Âu và châu Mỹ. Trong đó, ông Tô Lâm và ông Vương Đình Huệ là những người bắt chước rất nhiệt tình. Việc cho con cái đi du học là rất tốn kém, có thể tới hàng trăm ngàn đô la mỗi năm, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với năng lực tài chính của Nguyễn Tấn Dũng và các quan chức cấp cao của Đảng. Tiền nhiều, ông Dũng cho xây nhà thờ của dòng họ ông cũng rất lớn tại đường Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Căn nhà này có giá trị ước tính khoảng 40 tỷ đồng, thời giá cách đây hơn 10 năm. Việc xây nhà thờ Tổ của ông Dũng được thực hiện công khai, dân tình bàn tán xôn xao. Cả Đảng Cộng sản ai cũng biết nhưng chẳng làm gì được. Bởi lúc đó, quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng khuynh lát cả hệ thống chính trị, lấn át cả Tổng Bí Thư, thì còn ai dám làm gì ông bà Dũng. Có vẻ như Võ Văn Thưởng cũng học theo ông Nguyễn Tấn Dũng cho xây nhà thờ Tổ thật to. Theo nguồn tin riêng mà Thời báo được biết, chính Nguyễn Hậu Văn Hậu, tức Hậu Pháo, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn đã đưa cho chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít 60 tỷ đồng để xây dựng nhà thờ Tổ cho Võ Văn Thưởng. Đây là điểm yếu mà Võ Văn Thưởng đã để cho Tô Lâm nắm thóp. Ông Tô đang cho người thu thập bằng chứng để kết tội chủ tịch nước. Ông Võ Văn Thưởng hiện là chủ tịch nước, trên danh nghĩa ông là nhân vật thứ hai sau Tổng Bí Thư trong tứ trụ. Tuy nhiên, về thực quyền, ông chỉ là nhân vật đứng cuối cùng trong tứ trụ. Quyền lực của ông còn yếu hơn các bộ trưởng. Chức thủ tướng trên danh nghĩa là thấp nhất trong tứ trụ, xếp thứ tư, nhưng thực quyền thì chỉ có sau Tổng Bí Thư mà thôi. Đấy là trật tự được xếp theo vai trò, vị trí, chức danh trên danh nghĩa. Còn trên thực tế, quyền lực của một lãnh đạo còn phụ thuộc vào khả năng, mối quan hệ và thế lực của mỗi người. Thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, quyền lực của ông lấn át Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh và nửa nhiệm kỳ đầu của khóa 11 Trung ương Đảng, ông Dũng cũng lấn át cả Nguyễn Phú Trọng. Nói chung, ông Nguyễn Tấn Dũng xây nhà thờ Tổ không bị soi, mà đúng hơn là không ai dám soi. Nhưng Võ Văn Thưởng thì lại khác. Thế lực của Võ Văn Thưởng quá yếu, ghế chủ tịch nước trong tay ông lại không có thực quyền, cho nên Tô Lâm mới chọn ông để mà tấn công. Trước đây, Nguyễn Tấn Dũng đủ sức để tự bảo vệ mình, còn hiện nay Võ Văn Thưởng phải phụ thuộc rất nhiều vào ý kiến của Nguyễn Phú Trọng. Nếu ông Trọng nghiêng về phía Tô Lâm thì Võ Văn Thưởng rất có thể sẽ bay luôn chức chủ tịch nước. Ông Võ Văn Thưởng, người đang bị Tô Lâm tấn công dữ dội. Ngoài chuyện nguồn gốc số tiền 60 tỷ để xây nhà thờ Tổ của ông Thưởng, Tô Lâm cũng đang nhắm tới tập đoàn Phúc Sơn, là tập đoàn đã nhận được rất nhiều ưu ái từ ông Thưởng khi còn làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng thời ông Võ Văn Thưởng là bí thư Quảng Ngãi là ông Cao Khoa cũng đã bị Tô Lâm cho bắt giam. Không biết ông Võ Văn Thưởng có cho con cái du học hay không? Nếu ông cũng cho con cái đi nước ngoài và các nước tư bản thì có lẽ Tô Lâm không tấn công điều này, bởi chính ông Tô Lâm cũng cho con cái đi du học. Nhưng việc xây nhà thờ Tổ là một điểm yếu của ông Thưởng mà Tô Lâm có thể lợi dụng, dù thờ cùng một chủ, nhưng Tô Lâm đang quyết tranh hùng với Võ Văn Thưởng một cách rất khôn ngoan và không khoan nhượng.
quý vị và các bạn phải theo dõi trên truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Học theo Bà Dũng, Võ Văn Thưởng bị Tô Đại phục kích. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Ghế chủ tịch nước, ghế ma ám, Thưởng đang dính lời nguyền. Từ năm 2018 cho đến nay, chiếc ghế chủ tịch nước của Việt Nam đã 3 lần đổi chủ. Lần thứ nhất là vào năm 2018 sau khi ông Trần Đại Quang bất ngờ chết giữa nhiệm kỳ với căn bệnh lạ. Ông Nguyễn Phú Trọng đã thâu tóm chiếc ghế này vào tay mình và định làm chủ tịch nước kiêm tổng bí thư giống như Tập Cận Bình bên Trung Quốc. Thế nhưng ngồi ghế chủ tịch nước chưa được một năm thì ông Trọng bị gục ngã ngay tại Kiên Giang, thánh địa của Nguyễn Tân Dũng do cú đột quỵ lần đầu tiên. Cú ngã này khiến ông Trọng suýt theo chân Bác Hồ của ông, may mà được cứu chữa kịp thời. Tuy nhiên, di chứng của lần ngã bệnh này đến nay vẫn còn đeo bám ông. Ông Trọng giờ không thể đi đứng bình thường mà đi cả lết và những bước chân rất nặng nề, lúc nào cũng cần có người theo sau để sẵn sàng đỡ nếu ông bị ngã. Và người bên cạnh ông luôn cầm một vali đầy thuốc. Từ sau khi ông Trần Đại Quang bị chết đột ngột, không còn ai ngồi yên được trên chiếc ghế chủ tịch nước. Sau cú quật thập tử nhất sinh tại Kiên Giang, ông Trọng đã phải nhả chiếc ghế xui xẻo này cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng rồi ông Phúc cũng chẳng ngồi được lâu, chỉ 2 năm sau lại ngã ngựa. Ông Võ Văn Thưởng thay thế tưởng rằng với bản chất hiền lành nhất trong bộ chính trị, không gây thù chuốt án với ai, Võ Văn Thưởng sẽ yên vị tại ghế này hết nhiệm kỳ. Thế nhưng mới chỉ một năm mà sóng gió đã thổi lên với ông Thưởng. Có vẻ như ông Thưởng cũng đang dính phải lời nguyền. Việc cho hốt hàng loạt quan chức có dính líu đến tập đoàn Phúc Sơn cho thấy ông Tô Lâm đang nhắm tới Võ Văn Thưởng. Thế lực Hưng Yên tại Bộ Công an hiện đang có lợi thế hơn thế lực Ninh Bình do Trần Quốc Tỏ đứng đầu. Lương Tam Quang đang tràn trề hy vọng thay thế Tô Lâm. Như vậy, dù có rời khỏi Bộ Công an thì Tô Lâm vẫn có hậu phương rất vững chắc. Vậy nên có lẽ ông Tô Lâm đang nhắm đến trụ yếu nhất trong tứ trụ, đó là trụ chủ tịch nước. Cách đây một năm, Tô Lâm chê ghế chủ tịch nước vì sợ cái dớp của Trần Đại Quang. Tuy nhiên, tình thế giờ đã khác, thế lực Hưng Yên đã tự tin thao túng được toàn bộ Bộ Công an, nên Tô Lâm có thể an tâm rời ghế bộ trưởng để tính toán con đường leo cao hơn. Ông Võ Văn Thưởng và Tô Lâm đều là cánh tay của Nguyễn Phú Trọng, tuy thờ một chủ nhưng vì lợi ích riêng họ sẵn sàng kịch chiến. Ông Tô Lâm đang tìm những chứng cứ mà ông Thưởng không thể chối cãi thông qua những vụ án của đàn em ông Thưởng để buộc Bộ Chính trị phải loại Thưởng. Vì vậy số phận của Võ Văn Thưởng đang rất mong manh. May ra chỉ có ông Trọng mới có thể cứu được ông Thưởng. Còn ông Trọng mà gật đầu cho thay Thưởng, thì xem như Võ Văn Thưởng sẽ ngã ngựa, giống như Nguyễn Xuân Phúc vậy. Chiếc ghế chủ tịch nước của Võ Văn Thưởng đang rung lắc rất dữ dội. Bão tố đang nổi lên quanh chiếc ghế chủ tịch nước là sự thật. Điều đáng nói là cách đây một năm, chính ông Tô Lâm đã đùn đẩy chiếc ghế này cho Võ Văn Thưởng. Giờ đây, Tô Lâm lại quyết giành cho bằng được. Nguyên nhân cũng là do thời thế đã đổi thay, chóng vánh. Ngồi ở ghế chủ tịch nước với quyền lực tuyệt đối như Nguyễn Phú Trọng vẫn suýt chết, thì với quyền lực mong manh như Võ Văn Thưởng sẽ rất khó có thể trụ qua cơn sóng gió nếu không có sự trợ lực từ ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng cũng đơn rơi vào thế khó. Tô Lâm và Võ Văn Thưởng như hai cánh tay của ông mà giờ đây lại tranh giành quyền lực. Nếu mâu thuẫn bị đẩy lên đến đỉnh điểm thì rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng buộc phải chọn một bên và hy sinh một bên còn lại. Nhiệm kỳ 2016-2021 có hai chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026 mới được nửa đường cũng đã có hai chủ tịch nước. Nếu Võ Văn Thưởng không trụ nổi qua sóng gió thì có lẽ chiếc ghế chủ tịch nước lại bị đồn là chiếc ghế ma ám kể từ sau khi ông Trần Đại Quang chết đột ngột. Chưa ai được yên khi ngồi vào chiếc ghế mà ông để lại. Tuy nhiên, ghế chủ tịch nước là hữu danh vô thực, nhưng nó vẫn thuộc hàng
tứ trụ, mà chỉ có vào được tứ trụ thì mới có cơ hội được hưởng suất đặc biệt dành cho ủy viên Bộ Chính trị trên 65 tuổi, mới có cơ hội tiếp tục với giấc mơ quyền lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Ghế Chủ tịch nước, chiếc ghế ma ám, thường đang dính lời nguyện. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.